14 tháng 5 năm 2016. Vậy đây là mấy chú mèo đang tập ăn cơm rất hoành tráng luôn. Tập tính của loài mèo khi nó đã háu ăn thì khi nó ăn nó còn vừa ăn vừa nhòm nhòm cái mồm. Đây con mướp của chị Diệu Quỳnh nhé. Năm tên đã tập trung về cái đĩa con ở đĩa xanh và bên này là hai mẹ con bên này nữa, tổng cộng là 7. Và thể theo yêu cầu của hai chú tỷ nhà tôi là Diệu Quỳnh và Hương Long thì có lẽ đợt này sẽ giữ tất cả mèo lại để nuôi cho một thành một bầy bầy mèo đi trong nhà. Lúc nào đi đâu mình gặp chó gặp mèo cho nó sướng. Tôi sẽ trêu chú này nhấc lên. Rào 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 rào. Chú ăn rất say sưa. Tôi sẽ trêu các chú ông ấy là rút cái đĩa này đi. Trước khi dừng clip sẽ quay sang chị Diệu Quỳnh là chủ nhân của các chú mèo này. Thank you.
Chắc là các chú cũng tương đối no rồi. Thời gian tối là thoải mái rồi, vẫn còn nhiều thế kia cơ mà. Tập tính các chú mèo là khi ăn no xong sẽ quay sang là lăn nó bú tí mẹ một chút cho ăn nghệ xong sẽ lăn nó ngủ. Và bao giờ các chú tiêu bớt thì lại chồm dậy ăn tiếp. Đen gần bằng mực. Bạn này được gọi tên là bò sữa đậm. Đây là bò sữa nhạt. Bên đây là bạn này bạch. Bạn này tên là hắc. Bạn này tên là mướp nhạt. Bạn kia tên là mướp đậm. Bạn này là mèo mẹ. Hắc hắc hắc. Bạn hắc và bạn bạch là của chú Tỷ Hưng Long. Bạn mướp nhạt, mướp đậm của chị Quỳnh anh nhạt, và đây là bạn bò sữa nhạt và bò sữa đậm của bố Đức. Bò sữa nhạt đây, bò sữa đậm này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.